Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với series sử dụng Microsoft Word. Tại phần này chúng tôi xin giới thiệu phương pháp tạo một chữ in hoa thụt cấp. Như các bạn đã biết, khi trình bày một trang văn bản, trong nhiều trường hợp cần nhấn mạnh từ ngữ đầu tiên. Để tạo chữ in hoa thụt cấp, các bạn làm theo các bước như sau. Các bạn để con trỏ vào đoạn văn bản muốn tạo chữ in hoa, sau đó các bạn chọn Insert. Tại phần Text, các bạn chọn Group Cap. Ở đây có 3 chế độ cho chúng ta lựa chọn. Chế độ thứ nhất là None, tức là không có chữ in hoa thụt cấp. Chế độ thứ hai là Drop. Drop là chữ in hoa thụt cấp phóng to lên và các dòng ở dưới vẫn cùng độ rộng với dòng đầu tiên có chữ in hoa lớn đấy. Kiểu thứ ba là kiểu In Margin, tức là chữ in hoa sẽ được phóng to lên và đưa ra ngoài lề, còn các dòng còn lại vẫn hiển thị như thông thường. Để sử dụng theo ý mình, không theo form có sẵn, các bạn chỉ cần click vào Drop Cap Option. Tại đây các bạn cũng có thể chọn kiểu một trong ba kiểu như tôi vừa nói. Ngoài ra các bạn còn có thêm các lựa chọn, ví dụ như kiểu phông. Sau khi lựa chọn xong phông, các bạn nhấn OK. Như các bạn thấy, chữ H trong câu hoạt động, trong từ hoạt động đã được phóng to ra. Để chọn kiểu khác, các bạn vào lại như lúc nãy. Ví dụ ở đây tôi sẽ chọn kiểu tiếp theo là In Margin. Sau đó tôi chọn phông. Thêm các lựa chọn nữa. Về phần Line to Drop, các bạn có thể lựa chọn số dòng mà chữ in hoa sẽ đẩy thụt vào và khoảng cách đến chữ Distance from Text. Ví dụ ở đây tôi đặt khoảng cách dòng thụt vào là 2 và khoảng cách từ chữ là 0,5cm. Và nút OK, các bạn có thể thấy chữ H được đẩy ra ngoài dòng theo kiểu In Margin. Độ cao của chữ H bằng 2 dòng và khoảng cách từ chữ H đến chữ tiếp theo trong chữ hoạt động là khoảng 0,5 phân. Để xóa bỏ, các bạn cũng vào tương tự Insert, chọn phần Text, chọn Drop Cap và các bạn lựa chọn None. Chúc các bạn thành công. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.